Chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Sáng nay mẹ em dậy thôi lại lên một cái cold sore ngay cái chỗ này, cái chỗ mà lúc nào cũng bị trời cứ chuyển lạnh lạnh se se một tí. Thi thoảng mẹ em lại bị cold sores ở trên môi, là kiểu bị nhiệt môi ấy. Mình có cái kem. Đợt về New Zealand cũng kiểu thời tiết thay đổi. Hồi tháng 2 mình bị lên một cái và mua kem đấy ở New Zealand. Tối nay phải dùng khoảng độ 3-4 ngày dùng cái kem đấy, thì 3-4 ngày là nó se, là nó hết thôi. Còn không dùng kem đấy thì chắc là còn lâu. Kiểu nó cứ nứt ra, nó cứ nứt ra. Đau lắm, buốt lắm. Em Trích sáng nay dậy thì xe đẩy này, lợn này, lôi từ em lợn to đến em lợn bé, rồi em Peppa Pig ngày hôm qua nữa, cho vào xe đẩy, đẩy quanh nhà, cứ tực đẩy đi quanh nhà. Xong thi thoảng lại thấy cúi xuống bảo các em là nằm cẩn thận nhá, nằm cẩn thận nhá, careful. Zoe, Dad, noodles ready. Sáng nay ba mẹ em ăn sáng mì cúc. Ô, Trích sao lại bỏ hai em ở đây thế này? Em nào đây? Peppy. Em gì đây? George. Chị gọi em này là Peppa, em này là George. Yeah. Careful. Okay, careful you too. Con đưa em đi dạo đi. Sao để cho hai em nằm ở trong xe đẩy một mình bơ vơ như thế này là không được rồi. Nhá, cảnh sát họ đến họ bắt vì mình không chăm sóc. Các em cẩn thận. Đi nhá. Let's go. Đi thôi. Đẩy các em đi chơi đi. Go. Đẩy đi ra ngoài kia chứ. Cái chỗ kia nó rộng chứ. Đẩy đi đâu đấy? This way. This way. This way. Come on Peppa, come on George, come on Zoe. Đẩy em đi. Đúng rồi, điện thoại của mẹ. Thấy anh sói chụp ảnh bằng điện thoại của mẹ là bây giờ em cũng học theo. Em biết mở cái phần chụp ảnh ra. Mommy phone để ở trong xe đẩy đi. Để trong đấy, đấy con đẩy. Con đẩy George với Peppa đi chơi đi, đi chơi đi. Đi chơi thôi. Ba em có ra ăn mì không đây? Hello? Gọi ai đấy? Hello? Yêu quá nha. Đưa hai em đi chơi mà nhất định không cho em thỏ kia vào. Em thỏ kia mà em mà đặt vào em vứt ra luôn. Hey, đi đâu đấy? Ba chị em đi đâu đấy? Hả? Hiya. Ba chị em đi đâu đấy? Go to the park. Okay, go to the park. Go. Đi đi. Yeah. Hả? Đưa em đi đâu? Cái gì? Ôi, đi nhá. Hôm qua chị còn thử ngồi vào trong cái xe đẩy nữa cơ, không vừa. Không vừa, xong rồi là em bị đau. Chân em ngồi vào đây, kiểu chật quá em chết. Ouchie. Đi chơi, đưa em đi chơi nào. See ya. Cái gì ấy? Glasses, đúng rồi. Úi, trời ơi, kính bác sĩ. Mẹ giúp, mami help, glasses. Bác sĩ. Úi, trời ơi, bác sĩ. Hello. Ui, bác sĩ thị Trích. Ôi, gọi điện, bận bịu quá. Beep. Hello. Hello. Điện thoại Peppa của con đâu? Peppa. Con chơi điện thoại Peppa của con đi. Yes, Dad. Điện thoại Peppa của con đâu? Where's your phone, Zoe? Where's your phone? Con lấy điện thoại của con đi. Còn đây là điện thoại của mẹ. Chá. Chá. Daddy, look. Dr. Zoe. Yeah. Dr. Zoe take her babies to the park for a walk. Okay. Go for a walk. Yeah. Okay. Yeah. Where's your phone, Zoe? Where? No. Where's your phone? Doctor Zoe. Go, doctor. See ya, doctor. Bye.
Daddy pocket? Daddy got nothing in there. Daddy hand. Let's go. Take daddy hand. Okay. See you, doctor. Đi đâu ấy? Oh, Peppa and George. Yeah, let's go. Đi đâu ấy? Đi đâu? Huh? Oh. See ya. Chẳng biết là hai ba con đi đâu. Chân chân chân. Nói bình thường chứ. Con không tắt cái Nintendo Switch đi à? Hmm? Tắt đi xong mang sang bên nhà ông bà chứ. Are you not supposed to turn it off first? Chứ để như thế nó hết pin con. That's gonna run out of battery. What? You should turn it off so it's not run out of battery. Xong rồi sang bên nhà ông bà thì mở ra bật lại lên. Good. Oh, hey. Tắt đi thì lại bật lên là thế nào? Một nút thôi chứ đúng không? Mẹ xem nào, cái nút nào nè. Đây đây, this one, this one. Rồi, there you go. Cẩn thận nha. Cái gì mới sung sướng quá nhỉ? Cuối tuần sung sướng quá nhỉ? Bài mà em trích sang bên nhà ông bà nội rồi. Mẹ em vừa dọn dẹp một xíu xíu rồi, mẹ em cũng sang. Bỏ ít sô-cô-la này vào cái túi mang sang ông bà nội cho trẻ con ăn. Chocolate. Hai sô-cô-la bí mật của mẹ em. Rafi, can you wait mommy please? Mommy get some chocolate eggs. Wee-hee. Quick. That one. Yeah, ground. Yeah. Good boy. Okay. Oh, out the way. Quick. Nhà em hôm nay đi IKEA. Có cả chị Kiana đi cùng nữa. Your hair is really long, Kiana. Super long. You don't want it cut. That's nice. Do you like it? Gonna have some food. It's the eggs and it's the bunny. Yep. Yep. Wow, is that Easter egg wrapping? Yep. Looking good. Yeah. I need to drop the Easter. Yeah. Kiana has an Easter bunny. Zoe. Zoe, vẽ cái gì đấy con? Zoe. What are you drawing? Con vẽ cái gì á? Con vẽ Peppa Pig nhé. Good girl. Do you want mommy to draw Peppa Pig? Mẹ vẽ Peppa Pig cho con trang trí. À, trả. Peppa Lego. What is that? I'm a Lego Batman. Hey, I love you. Buffy, would you like to sit next to Kiana? Hmm? Buffy? Would you like to sit next to Kiana? Con sang ngồi bên kia với chị Kiana. Thế, cầm sang. Hai chị em ngồi cùng một bên. Yeah, and daddy will sit here. Okay, now I want you to draw an egg really fast. I count to three and you can start. No, let me count first. Three eggs, okay? One, two, three, go. Buffy, go quick. Three eggs with a star and a heart. And some polka dot. You done? Oh, Kiana done. One, two, three eggs. Well done, Kiana. Let's see you. Rafi took one, two. Oh, this one. You need to finish this one. Rafi got five big eggs. Hey, should we do it again? No. Okay, another one. Let's see who can draw a poopy. Hey, Rafi. It's a mistake.
yesterday. Yeah. What about we draw a cup? Yeah. Let's see if anyone can draw a cup. One, two, three, go. Khoảng chừng quá. Đợi tí, ba mang đồ ăn về. Mẹ em vẽ cho em chiếc. I made three eggs. Okay, let mommy see. Let me see. Well done, Rafi. Looking good. Wow. Yeah. Is that cup of coffee? Yeah. Ooh, this is yum yum. Ooh, this is yum yum. Wow, two bowl of chips. Daddy Marsh. Here you go, chip, 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 guy. Meatball. Whoa, my God. Yeah. Wow, that looks really good, Kiana. Cup looks so real. Meatball. Meatball. We can share. Oh, Rafi and Kiana together. Zoe, want this? You want chips? Hmm? Oh, how here? Hmm? No idea. Is that nice, guy? That's the receipt. Look at big. Is that yum? Delicious. Sao cái đèn trong này lúc thì nó sáng, lúc thì nó tối om om thế này nhỉ? Đấy. Con muốn gì chips? Rafi one? This one? Anything wrong? I don't know what she's up there. I thought it was like good. Yum. Yeah. That's gravy. That's yum. That makes it tasty. Mmm. Zoe. That's a chocolate custard. Yum, 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 yum. Mmm. Yum yum, Rafi. You can't do it. Is that nice? Mm-hmm. Yeah. You have it. Zoe, finish it. You have it. It's chocolate custard. It's custard with chocolate flavor. Nice. Yeah, like creamy. Yeah. Yum yum yum. You finished that one, Zoe. Oh, Zoe. Look at how you eat it. She's eating all the color bubbles. Yeah. Hôm nay cả nhà sáu chích không lên kế hoạch gì cả, cứ đi trên đường nghĩ xem tạt vào đâu thì tạt. Cuối cùng là đi mua sắm cả ngày luôn. Trước tiên là đi IKEA này cho trẻ con chơi, ăn trưa ở đấy. Mình mua một ít đồ IKEA. Sau đấy là lại vòng sang cái chỗ khu mua sắm đồ nội thất ở bên cạnh IKEA nữa. Nhưng mà bởi vì em Trích không muốn ngồi xe đẩy, em chạy ấy, thành ra là mẹ em không vlog. Cất xe đẩy đi và chạy theo em. Đi theo em. Kiana, Sói, Trích đều đi bộ. Thành ra là mẹ em không có lúc nào là rảnh tay cả. Sau đấy thì cả nhà mới đi vòng về siêu thị để mua đồ ăn, mua bánh mì, mua thịt, mua rau củ. Mẹ em tối nay sẽ làm món cơm kim chi, cơm rang kim chi với thịt bò bằm. Mẹ em mua được ở IKEA hai cái giỏ để cây rồi nhá. Một cái mình đã dùng rồi. Đây giỏ như thế này. Gấp làm đôi mình bỏ lên được, giống như cái giỏ ngoài phòng khách kia thôi nhưng mà cỡ lớn. Mình không biết là IKEA họ lại có cái cỡ lớn mà vừa cái cỡ mình muốn luôn. Đấy. Để ngoài này vừa với cái chậu cây của mẹ em. Còn cái giỏ kia thì đợi đến khi nào mà mua thêm được cây gì nữa, thay vào cái phòng khách, cái góc phòng khách trẻ con đang ngồi ngoài kia, sẽ dùng cái giỏ này. Vì ngoài đấy là phòng rộng, cũng cần phải có kiểu cái kích cỡ lớn ấy, chứ cái giỏ cây hiện tại bây giờ ngoài đấy là hơi bé. Ta-da!
mẹ em cũng mua khung ảnh để tranh sói vẽ ở lớp này, vẽ ở nhóm chơi, còn hai cái nữa dưới này treo trong phòng cho sói. Cuối cùng thì cũng mua được cái khung tranh này. Hay nhá. Thì em ơi em vào đây. Trẻ con đang chơi. Tưng 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 tưng. Bác sĩ Kiana. Yeah. Đây. Một chiếc này. Cái này với cái này là em sói vẽ ở nhóm chơi. Mẹ em giữ lại để làm tranh treo trong phòng cho em. Đấy. Không phải mua tranh gì cả. Tranh em tự vẽ luôn. Sau này em chích cũng thế. Tranh tuổi thơ của em. Sẽ treo ba cái tranh này lên trên phía tường bên này. Còn bên này thì mẹ em treo tranh cá rồi. Tranh cá vẫn chưa mua được cái móc để treo tranh cá. Bây giờ tối rồi, có nên treo tranh luôn không nhỉ? Hay là để đến mai? Cái này sói vẽ con kiến. Ở trường, ở trường các cô dạy vẽ con kiến bằng bông ngoài tai. Lần trước mẹ em có chia sẻ với mọi người á. Còn cái này thì cũng giống như là trích vẽ ở nhóm chơi này. Màu màu với mấy cái cọ cọ linh tinh leng teng. Nhìn cái cách sử dụng màu này nhá, mới thấy là con gái với con trai khác. Hoặc là em sói với em trích có cái cách nhìn màu khác hẳn nhau luôn. Em sói thiên nhiều về màu xanh, mọi người nhìn vào xem. Còn cái tranh mà em trích vẽ thì hay có những cái màu kiểu màu hồng, màu vàng, màu đỏ hơn ấy, hoặc là màu vàng. Anh sói thì có màu xanh nhiều hơn. Hay hay. Ta-da! Cuối cùng thì mẹ em cũng đã treo tranh lên tường cho sói được rồi. Tranh đầu giường này. Đấy. Ụ. Cái tranh này lúc mà mình đứng mình căn đo đo ở trên tường. Tranh đặt ở dưới này, em trích vào em trích nhảy lên. Mà mặt tranh này là mặt tranh vải. Em nhảy lên nó bị trùng xuống. Nhưng mà nhìn thế này thì không biết được. Chỉ có mình ấy, mình chạm vào tranh thì mình biết là cái mặt vải này nó trùng xuống này. Tranh này là tranh in mặt vải. Đấy. Còn đây. Tranh sói tự vẽ. Thế là xong. Phòng của sói coi như là 2/3 xong rồi. Còn cái góc kia mẹ em sẽ để một cái cây. Cây giả thôi, vì sàn này là bằng thảm mà. Góc bên kia thì hiện tại đang là cái quạt, đang là cái máy lọc không khí. Mẹ em sẽ để một cái kệ bên cạnh giường ngủ và để đèn ngủ ở đấy. Thêm một cái đèn ngủ ở trên bàn học của em nữa, chĩa vào giường. Cái này sẽ dọn đi. Còn 1/3 công việc nữa. Cứ từ từ. Còn bây giờ Bây giờ là đến giờ mẹ em đi nấu đồ ăn tối. Đấy. Yeah. Oranges for Zozo. Oranges. Slowly. Oranges. Rafi, cold water? Yeah, on your table. Oh, you want oranges? Would you like some oranges then? No. So drink your cold water. Zoe, sit down. Sit down. Can I finish dinner before you use your iPad, please? No, spell it. Good girl. Andy. I'm not away. No. Zoe, eating. Ăn đi nhá. Ba chị em ăn tối. Mẹ em chuẩn bị cho cái món cơm rang kim chi. Thì mình có kim chi ở đây này. Bây giờ thái kim chi nhỏ ra.
Sau đấy là nấu, rất đơn giản. Mẹ em sẽ vlog để chia sẻ với mọi người. Thịt bò bằm vẫn còn đang ở trong tủ lạnh. Mẹ em thái cái này đã. Đầu tiên là mình rang qua cái thịt bò xay này. Vì thịt bò nó màu đỏ mà mình nấu cùng kim chi cũng màu đỏ nữa. Sẽ rất khó nhìn xem là mình nấu cho nó chín đều hết chưa ấy. Sau khi nấu chín tái toàn bộ như thế này rồi thì mình sẽ bỏ cái thịt bò này ra một cái bát riêng. Bây giờ bắt đầu nấu kim chi này. Đổ dầu vào chảo. Tiếp đến là kim chi. Nấu thế này gần như là mình xào kim chi ấy. Và kim chi này mình không vắt ráo nước đi, cứ để cái nước kim chi để nấu cùng. Vì cái nước kim chi là cái gia vị rất ngon. Cái kim chi này nó có nhiều nước. Lúc mà mình lấy ra là mình không cho thêm cái nước kim chi ở hũ vào. Chứ còn bình thường nấu là mình hay cho thêm cái nước kim chi ở hũ kim chi vào nữa. Đấy. Cũng không khác lắm với cơm xào dưa, cơm rang dưa nhà mình. Kim chi xào săn săn rồi thì mình đổ thịt vào. Đảo qua một xíu cho đều. Và đến cơm. Mà em đang tắm cho hai anh em mà thế nào hò hét. Cơm đảo đều xíu xíu rồi thì cho dầu vừng vào. Sesame oil. Rất là thơm. Rất là dậy mùi. Và còn một thành phần nữa. Dầu vừng của mình cũng sắp hết rồi đây. Thành phần tiếp theo đây. Ớt Hàn Quốc. Mình phải cho 2 thìa. Đảo đều lên. Cơm chín rồi và đang rất là nóng. Bên này thì mình sẽ làm trứng ốp lết, nhưng mà làm kiểu không chín hẳn ý, để đặt cái trứng này trên cơm. Sau đấy là mình đánh cái trứng này vào cơm. Cơm nóng nó sẽ làm chín trứng. Đấy, chỉ cần chín như thế này thôi là kiểu mình nhấc lên được rồi ấy. Thêm một ít cái gia vị vừng muối của Nhật này vào nữa. Thế là xong. There you go. Wow. Is that nice? Yeah. Đúng Hàn Quốc luôn nhá. Chỉ có điều cái bát này là mẹ em không làm nóng lên thôi. Sao thế? Con sao thế? What's wrong? Hey? Zoe? Bánh mì á? Ba lấy bánh mì nhá. Daddy get bánh mì. Bánh mì nhá. Ô bánh mì, em muốn bánh mì. Bánh mì, bánh mì. Bây giờ mới đến lượt mẹ Sói Trích đi tắm và nghỉ ngơi. Hẹn gặp lại mọi người ở vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam mọi người nhá. Bye.